Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lưu Văn Thanh bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, yêu cầu các cơ quan liên quan kịp thời xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Lưu Văn Thanh tương xứng với hình thức kỷ luật.